ơi, thịt nó thơm quá. Với các cái mắm chưng trước đây mình ăn thì cái mùi nó rất là nặng mùi ha. Còn cái này không có cảm giác đó luôn. Quá không? Rồi hấp dẫn quá. Vô như thế ngoài ta chịu quánh tiêu rồi. Dạ, Colorman. Trời ơi, khói, đã quá. Trời ơi, miếng sườn ngon quá trời. Rồi, ba rọi nướng à. Ồ. Ủa, đây là ngã tư đường gì ta? Lý Thái Tôn. Ngã tư đường Lý Thái Tôn và đường Phan Ngọc Hiển. Dạ, có một cái quán cơm Tấm Hằng, khói bốc nghi ngút. Mình thấy mấy anh đứng nướng thịt rất là đông vui, thế là cả đoàn mình tấp vô luôn. Ở đây như có nem nướng nữa phải không em? Có luôn hả? Có nem nướng luôn. Wow. À, có gà quay luôn. Gà quay nem nướng. Trời, thịt ngon quá nè. Ủa, đây bán xa, bán từ sáng tới tối luôn. À, 8 giờ tối, 8 giờ. 6 giờ sáng tới 8 giờ tối. Nào, đi ra coi có cái. Ồ. Đây sườn nướng xả nè, sườn ướp sẵn nè, lát nữa để lên nướng xả nè. Wow, wow. Ồ, có trứng chưng nữa. Mắm chưng ngon quá. Rồi giờ ăn gì giờ trời? Ồ, nem nướng này hấp dẫn chưa? Chết cha, con có chỗ ngồi không nhá? Ủa, chú dĩa gì ta? Cái dĩa cơm trứng chưng hả? Mắm chưng hả? Mắm chưng. Ồ, sườn nướng xả nè. Sườn muối xả chiên. Ờ, sườn muối xả chiên. Rồi, cho chú dĩa sườn muối xả chiên nha. Dạ rồi. Sườn muối xả chiên với lại cái mắm chưng nha, mắm chưng nha. Sườn muối xả chiên, mắm chưng. Rồi, ok. Rồi, thấy mấy cái miếng thịt nướng cũng ngon quá. Đây nem nướng nữa nè. Kiếm anh ớt bằm đi ra quy. Cho em hũ ớt á. Rồi ok dạ. Ít ớt quá, ít ớt quá. Rồi bữa nay được ăn cái này đâu. Rồi cho em hũ ớt nhiều á. Dạ. Rồi ớt mới luôn. Dạ rồi, đúng bài. Rồi, mời bà con các bác cùng ăn trưa. Đây là nước mắm. Thấy nó kèo kèo là rất ngon rồi. Chưa cần đụng tới, thử rồi. Rồi đây. Ồ. Cái nước mắm này nó không phải nước mắm kẹo nha. Chua chua, có cái vị tắc. Ồ, trời ơi, tiếp tế kìa. Trời ơi. Lỡ rồi, người ta cho nhiều quá, mình ráng ăn nhiều chứ. Rồi. Đó.
không biết cái nước mắm này là cái ớt này là ớt có cái vị không mình nghi quá à, không ớt bằm thôi, ớt tươi thôi. Ủa lạ vậy, con bánh hỏi mà có mùi xuống muối xả nữa à, hơi lạ nha. Đó, trời ơi. Con mát to hơn cái bụng. Xả là nhìn là cái màu này ngon rồi đó bà con. Ôi thịt nó thơm quá. Sườn nướng nó vừa tới. Bên ở ngoài thì nó giòn, bên trong thì nó có thịt nó rất là ướt, không có bị khô. Sườn muối xả cực ngon nha các bạn. Đây cái trứng mắm chinh. Mắm chinh này hơi khác nha, không có không với các cái mắm chinh trước đây mình ăn thì cái mùi nó rất là nặng mùi ha. Còn cái này không có cảm giác đó luôn. Không có cảm giác cái mùi mắm quá nhiều nhưng mà nó rất đậm đà và đặc biệt là nó thơm, rất là thơm tiêu. Rồi, rất thơm, rất thơm mắm luôn bà con ơi. Sườn muối xả, sườn ngon muối xả. Các bạn nào mình hỏi không? Mắt tôi to hơn cái bụng rồi. Nhìn hấp dẫn quá gọi. Ép. À, dành một miếng thôi. Thử miếng bánh hỏi này. Ngon quá. Ôi nó dính nhiều quá. Trời ơi. Thôi đành nè. Rồi miếng nem, muốn nem nữa không? Kiếm miếng nhỏ nhỏ, miếng nào cũng bự quá trời. Rồi đúng rồi, miếng nhỏ xí thôi. Ok rồi, cảm ơn em. Dạ được. Rồi, chào không? Có lạ. Để phải bỏ vô đây luôn nó sướng.
cục nem nướng. Giờ ăn được hai món. Đây có một cái này mình rất là thích, dưa chuột muối nữa, dưa leo muối. Hơi chua nhưng mà nó cũng hơi chua nhưng mà nó đỡ ngán, ngon, giòn tan à. À, con mình về có về Cà Mau mà có ghé quán cơm Tấm Hằng, hãy ăn thử cái rất nhiều món ngon, nhưng mà đừng bỏ qua cái món sườn non chiên muối xả nha. Chấm chấm chấm. Đây nằm ngay ngã tư đường Lý Thái Tôn và Phan Ngọc Hiển. Chào tạm biệt, chào hẹn gặp lại.